tin tức làm đẹp cập nhật cho bạn phương pháp làm đẹp chuẩn khoa học, tự nhiên hỗ trợ bạn cách dùng sản phẩm như thế nào không hại da. Khi bạn có trong tay những sản phẩm cực kỳ chất lượng nhưng bạn không phát huy hết công dụng của nó thì rất phí số tiền bạn đã bỏ ra sở hữu em nó. Mỹ phẩm Phương Anh sẽ nghiên thu thập thông tin gửi đến bạn cách dùng như thế nào để phát huy tối đa khả năng của những sản phẩm đó. Cập nhật ngay bí quyết chăm sóc da khô chuẩn chỉnh nhất cho gái Việt. Chỉ cần làm theo hướng dẫn sau đây sẽ có làn da đẹp hoàn hảo, căng mịn, tươi trẻ. Da của người Việt vốn dĩ rất đẹp. Tuy nhiên, việc thời tiết ngày càng cực đoan, ngày càng ô nhiễm đã ảnh hưởng xấu và làm cho làn da khô hơn. Chăm sóc da khô không chỉ cần chú trọng cấp ẩm mà còn phải thực hiện se khít lỗ chân lông. Liệu trình chăm sóc da khô, đặc biệt là các bước chăm sóc da khô mụn hiệu quả nhất sẽ được chúng tôi giới thiệu đến bạn. Chăm sóc da khô cần tẩy trang để làm sạch sâu hơn bước tẩy trang thường được chị em không sử dụng mỹ phẩm trang điểm bỏ qua. Tuy nhiên, việc tẩy trang không chỉ giúp loại bỏ phấn trang điểm mà còn loại bỏ bụi bẩn tích tụ, kem chống nắng. Từ đó tạo điều kiện để sữa rửa mặt làm việc hiệu quả hơn. Sữa rửa mặt có độ trung tính không thể thiếu trong bộ mỹ phẩm chăm sóc da khô. Trong thành phần của sữa rửa mặt luôn có dù ít hay nhiều chất tẩy rửa, chất tạo bọt. Làn da khô là làn da bị tổn thương, vì vậy tiếp xúc với càng ít hóa chất càng tốt. Độ pH tự nhiên của da là 5.5, vì vậy hãy lựa chọn sản phẩm rửa mặt có độ pH gần 5.5 để tránh tổn thương da. Nên tránh các sản phẩm tẩy rửa nồng độ cao, vì nó là nguyên nhân hàng đầu làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên da. Nước cân bằng giúp mỹ phẩm chăm sóc da khô thẩm thấu tốt hơn sau khi rửa mặt. Da sạch hơn nhưng độ pH cũng thay đổi đột ngột. Nước cân bằng sẽ giúp da trở nên tươi mới hơn, đưa độ pH của da về mức ổn định. Từ đó giúp da thư giãn, giúp mỹ phẩm dưỡng da đi vào và thẩm thấu tốt hơn. Tẩy tế bào chết rất quan trọng. Nhiều bạn nghĩ rằng tẩy tế bào chết sẽ làm hại và mỏng da. Tuy nhiên, đó là quan niệm sai lầm. Thực hiện tẩy tế bào chết 1-2 lần tuần sẽ là bí quyết giúp bạn sở hữu làn da đẹp. Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ những mảng da khô ráp và không thể phục hồi, làm cho da thông thoáng, tránh tế bào chết tích tụ trong lỗ chân lông và gây ra mụn. Mặt nạ giấy chăm sóc da khô từ sâu. Bên trong mặt nạ giấy chứa thành phần dưỡng chất cao hơn các loại kem dưỡng ẩm rất nhiều. Thêm vào đó, phương pháp đắp mặt nạ cũng giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Tùy vào độ tuổi, sở thích, tình trạng lão hóa của da, hãy lựa chọn cho mình loại mặt nạ phù hợp. Chỉ cần đắp mặt nạ 2-3 lần ngày trong một tuần, tình trạng da khô sẽ được cải thiện rõ ràng. Chăm sóc da khô không thể bỏ qua serum. Tinh chất dưỡng Essence có chứa dầu dưỡng. Sản phẩm serum có chứa dầu dưỡng bao gồm cấu trúc hai phần. Phần dưới là dung dịch tinh chất, phần trên là dầu dưỡng. Sản phẩm này rất phù hợp với da khô vì trong dầu dưỡng thường có sẵn vitamin E nồng độ cao, hỗ trợ dưỡng ẩm và tái tạo da một cách hoàn hảo. Trước khi sử dụng chỉ cần lắc đều để dầu và tinh chất hòa quyện vào nhau. Sau đó lấy một lượng vừa phải massage lên da. Kem dưỡng da mắt không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da khô hoàn hảo. Phần da quanh mắt thường có màu sậm, phần thâm không chỉ khiến da không đều màu mà còn làm cho bạn trông có vẻ mệt mỏi. Đừng quên thoa kem dưỡng xóa thâm vùng mắt mỗi buổi tối. Tổng kết trên đây là tổng hợp các bước chăm sóc da khô hoàn hảo được các spa chuyên nghiệp áp dụng. Hãy đến với mỹ phẩm Phương Anh để được tư vấn và mua về những sản phẩm nhập khẩu chính hãng phù hợp nhất với làn da của bạn nhé.